Rainbow. It looks super good, like candy. Why do I have this? Well, I got this one. Thao có chừa cho ngoại cái nào không? Dạ. Nào. Thao không biết con ngoại thích. Thao không biết con ngoại thích nào. Con ngoại nói Thao có nhiều candy quá cho ngoại bớt kìa. Ồ. Cho ngoại nào. Mà ông ngoại có kẹo kia rồi. Cho nào. Không biết kẹo nào để... Cho ngoại 5 cái đi. Ồ, không. Không muốn hết mà. Thế thì muốn đưa bớt cho ông ngoại không? Dạ. Thế muốn nào? Ok. Của Khai kìa, đất của em mà. How about this one? Yeah. Khai thương ông ngoại mà. Ok. Khai thương ngoại, Khai lấy của Khai cho ông ngoại chứ tự nhiên lấy của Khai sẽ đi. Ok. I know which one. Cho ông ngoại 3 cái đi. Ok. 3 hay 5? Yeah. Chắc 2. À. Thà muốn này. Ok, hai cái nào? Cookie color. Này. Wait, can we? Cái đó hả? Dạ. Trời. Cái này nó nhỏ hơn nên nó mềm hơn. Ok. Nên ngon. Rồi để dành đi, mai đưa cho ngoài. Cái khác gì ăn kìa. Ừ. Can I try? Ok. It's good. Nắp trong nãy đi. I like to eat candy. I like to eat. Butter. I like to eat. Candy. I like to eat. Candy. Wait.
Cá gì cho ông ngoại nào? Mấy rồi? 4. À, mấy cái nè? Nhanh lên, 10 cái. Cái gì mà chỗ nào cho ngoại? Chỗ nào cho ngoại? Cái gì cho ngoại cái nào? Trời ơi. Ready eat it. Cái đó đủ đem theo được. Cái nào? Cầm đây nè. Muốn cho ngoại nào? This one. Wait, cái này cho Cassidy. Dạ muốn. Dạ. Thôi mà lấy của Khao đi. Em một cái. Khao còn nhiều. À, bên kia nhiều hơn mà. Cho ông ngoại bên kia đi, của Khao đi. Này. Thôi không lấy của em nữa. Của em mới xỉn nè. Khao lấy của Khao đi. Khao muốn cho ông ngoại. Trời ơi, thương ngoại mà không muốn cho ông ngoại. Pumpkin. Kìa. Thương ông ngoại mà. Phải share nhé. No. Vậy uống cho mấy cái? 5 cái. 10 còn 5 hả? Hả? Nãy 10, giờ còn 5 hả? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái. Cho 6 thôi hả? Cái đó nhiều mà. Nhiều quá trời luôn á. Cho 6 thôi, không cho 7 hả? Không cho 10 hả?